Vâng, Thiên đường ô tô cũ xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên đường ô tô cũ trong ngày hôm nay ạ. Vâng, trong video buổi trưa ngày hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể quý vị anh chị bạn xem tất cả những cái mẫu xe hiện đang chào bán tại cửa hàng nhé. Thời buổi kinh tế khó khăn thì cửa hàng quyết định là cắt giảm tất cả những cái mẫu xe thu hồi vốn về. Giảm trực tiếp những cái đầu xe từ 30 triệu đồng đổ lên đến 50 đến 80 triệu đồng một đầu xe. Thì rất mong bà con cô bác nhà mình đang có nhu cầu muốn sở hữu những cái mẫu xe cũ mà cửa hàng em đang chào bán còn lăn tăn về giá cả thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0866010016 nhé, để được sở hữu ngay những cái mẫu xe này với giá ưu đãi nhất mọi người nhé. Vâng, đây là phải nói là một trong những cái thời điểm vàng để mọi người có thể là mua xe cũ đấy. Người mua xe thì ít mà người bán xe ra thì rất là nhiều, cho nên là đợt này em tạm thời ngừng nhập xe nhé. Tạm thời ngừng nhập xe và để thanh lý hết những cái dàn xe này đi. Đã rồi chúng em sẽ nhập xe mới về. Rất mong là mọi người xem video của em lần đầu tiên thì xin hãy nhớ để lại cho em xin một lượt like này, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thiên đường ô tô cũ nhé. Những cái mẫu xe em đang giảm giá thì nói chung ấy là toàn bộ cửa hàng rồi. Đấy. Còn là những cái mẫu xe em giảm giá sốc thì cũng có rất là nhiều. Từ 50 đến 80 triệu đồng có con mẫu xe giảm đến gần 100 triệu đồng. Đấy, ví dụ như con Mercedes LK300 này, 2009 này. Đấy, với mức giá khởi điểm chào bán là 475 triệu. Và bây giờ thì em giảm giá sập sàn lên đến gần 100 triệu đồng nhé mọi người nhé. Còn có 385 triệu đồng cho mẫu xe Mercedes LK300 đời 2009 số tự động này. Một chiếc xe đẳng cấp nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Đấy. Con này thì phải nói là nếu mà các bác anh chị bạn đã yêu thích cái dòng xe mà xe sang tiền tỷ thì đây là một cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý. Đấy, đời 2009 với mức giá chỉ có trên 300 thôi. Đấy, giá khởi điểm em chào bán là 475 triệu cơ, bây giờ chào bán chỉ có 385 triệu đồng thôi. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Đó, đây ạ, tiếp tục đây, một chiếc xe cắt lỗ 30 triệu đồng. Con này là con Honda Accord. Honda Accord đời 2010 với động cơ máy của nó là 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài. Đấy, tư nhân chính chủ biển của Hải Phòng. Xe này thì giá chào bán là 355 triệu đồng và bây giờ em giảm giá xuống còn 325 triệu đồng mọi người nhé. Đấy, cắt giảm lên đến 20 triệu đồng, 30 triệu đồng xin lỗi, giảm trực tiếp xuống 30 triệu đồng cho mẫu xe Honda Accord này. Con này con Chevrolet Cruze đời 2013, số sàn máy của nó là 1.6, biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân. Giá là 348 triệu, bây giờ em giảm xuống con này, em giảm xuống 10 triệu nhé. Con này thì giá hợp lý rồi. Hyundai Accent 2015. Đó, 2015 với động cơ máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhé. Con này vẫn là một chiếc xe nhập khẩu mọi người nhé. Tư nhân chính chủ biển của Hà Nội, xe gia đình sử dụng nhé. Hoàn toàn không lỗi và không dịch vụ taxi gì cả. Giá chào bán là 335 triệu và con này em giảm xuống 20 triệu đồng. Giảm xuống 20 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Accent, Hyundai Accent 2015 bản Blue, bản đủ mọi người nhé, bản Blue đấy ạ. Đấy, cam kết bảo hành là không lỗi, đăng kiểm dài miên man luôn. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Tucson được sản xuất năm 2010. Con này form mới với động cơ máy của nó là 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động. Máy xăng mọi người nhé, máy xăng nhé. Đấy, giá là 435 triệu và bây giờ con này em giảm giá xuống còn 399 triệu thôi. Đấy. Cho mẫu xe Hyundai Tucson đời 2010, form mới, xe gia đình sử dụng nhé. Đấy, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Venue, Hyundai Accent. Con này Hyundai Accent đời 2010 với động cơ máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số sàn, biển Bắc Giang. Đấy, giá là 172 triệu đồng và bây giờ em giảm xuống còn 160 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Accent này. Và tiếp đến cũng là một chiếc xe Hyundai Accent. Con này thì được sản xuất năm 2012, lên form mới rồi mọi người nhé. 2012 số sàn, với động cơ máy của nó là 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản đủ, xe tư nhân gia đình đi. Và giá chào bán cực kỳ là hấp dẫn mọi người nhé, chỉ có 265 triệu đồng thôi. Các bác chị bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Hyundai Accent tư nhân chính chủ gia đình đi nhé mọi người nhé. Xe này thì không đâm xô tai nạn gì cả, với cái sơn xi màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Innova 2016 bản E, giảm giá sập sàn cho mọi người. Với động cơ máy 2.0 số sàn biển Hải Dương. Giá chào bán cho mẫu xe này là 409 triệu đồng. Con này thì em giảm giá xuống còn 389 triệu đồng ạ. Đấy.
389.000 đồng cho mẫu xe Toyota Innova bản E đời 2016. Một chiếc xe biển của Hải Dương tư nhân màu vàng cát mọi người nhé. Trang bị lớp sơn màu vàng cát. Con này là con Honda Civic 2008, số tự động, máy 2.0 bản đủ. Đấy, tư nhân biển Hà Nội. Giá là 265 triệu đồng và em giảm xuống 10 triệu còn 255 triệu. Một mẫu xe 7 chỗ máy dầu Ford Everest mọi người nhé. Một chiếc xe Ford Everest được sản xuất 2008. Phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.5 máy dầu. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, xe 7 chỗ gầm cao. Con này thì thích hợp cho mọi người đi công trình, công trường cũng như là chở hàng hóa thì rất là ok luôn. Đấy, gầm cao máy thoáng. Xe này thì giá chào bán là 338 triệu, bây giờ giảm xuống còn 299 triệu đồng cho mẫu xe Ford Everest 2008. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Innova đời 2015. Với động cơ của nó là 2.0 số sàn mọi người nhé. Vâng ạ. Innova là một trong những cái dòng xe lành bền, tiết kiệm nhiên liệu, 8 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, 3 dàn điều hòa, từ khí an toàn, phanh ABS, la răng phay đầy đủ rồi. Giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 330 triệu đồng. Và bây giờ em giảm giá xuống còn 320 triệu đồng cho mẫu xe Innova 2015. Đó. Vâng. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carens. Con này thì là một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhé mọi người nhé. Với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản đủ. Carens là một cái mẫu xe 7 chỗ cũng khá là nhỏ gọn. Giá chào bán cho mẫu xe này là 316 triệu. Bây giờ giảm xuống còn 289 triệu đồng cho mẫu xe Kia Carens đời 2016 này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Innova. Con này thì được sản xuất 2010. Với động cơ của nó là 2.0 số sàn bản G mọi người nhé. Đấy, bản G số sàn máy 2.0. Và giá em đang chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 275 triệu đồng. Và bây giờ em giảm xuống còn 255 triệu thôi ạ. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe đang cắt lỗ thu hồi vốn về. Con này là con xe Toyota Innova bản E đời 2016 nhé. Đấy, hồ sơ cầm tay sẵn rồi. 398 triệu, bây giờ em giảm xuống 30 triệu đồng. Cắt lỗ thu hồi vốn về, giảm xuống 30 triệu đồng còn 368 triệu đồng cho mẫu xe Innova bản E 2016 form mới. Xe đẹp không lỗi. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Fortaler được sản xuất 2010. Với động cơ máy của nó là 2.7 máy xăng mọi người nhé. Máy xăng 2 cầu 2.7. Tư nhân biển Hà Nội, Toyota Fortaler. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 368 triệu nhé mọi người nhé. Cái mẫu xe Toyota Fortaler 2010. Đấy. Một chiếc xe 8 chỗ gầm cao, dòng xe thương hiệu Nhật. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Vivante 2008, phiên bản số tự động. Con này bản tự động máy 2.0. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 175 triệu, bây giờ giảm còn 155 triệu đồng. Đấy, xe 7 chỗ số tự động mọi người nhé. Một chiếc xe bán tải, con này là con Promax, con này thì nhập khẩu của Đài, xe của Đài Loan Trung Quốc. Con này đời 2009, số sàn máy của nó là 2.5. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 155 triệu thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Innova đời 2007. Vâng ạ, giá rất là rẻ mọi người nhé, chỉ có 165 triệu đồng. Đấy, cho một chiếc xe Toyota Innova bản G 2007 nhé mọi người nhé. Và đây cũng là một chiếc xe Innova 2008 luôn. Xe này thì bao đẹp cho mọi người, không lỗi, cột kéo sắt xi keo chỉ hầu như là nguyên bản, biển Hà Nội, tên tư nhân. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 198 triệu và bây giờ em giảm còn 178 triệu đồng. Đấy, cắt lỗ giảm giá xuống 20 triệu đồng cho mẫu xe Innova 2008 mọi người nhé. Máy gầm đại chất luôn. Đấy, hết đăng kiểm thì bên em sẽ giờ đi đăng kiểm đi ạ. Đấy, nên là con này đăng kiểm mới tinh cho mọi người luôn nhé. Đấy, chỉ có 178 triệu đồng thôi. Và bên cạnh cũng là một chiếc xe Innova, con này đời 2009 bản G. Vâng ạ, với mức giá đang chào bán cho mẫu xe này là 229 triệu đồng. Đấy, rất là rẻ mọi người nhé. 229 triệu đồng Innova 2009 bản G nhé. Đấy, con này bản G. Đấy, xe thì nói chung là cũng rất là cứng xe. Đấy, giá rất là rẻ luôn, 228 triệu đồng. Đây, dàn 7 chỗ thì bên em còn rất là nhiều bên dưới này nữa.
Mời mọi người đi vào bên trong này để chúng ta xem những cái dòng xe 7 chỗ này. Đây ạ. Đó. Nhà em thì xe rất là nhiều luôn. Tầm khoảng 200 đầu xe tất cả nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe bán tải. Con này là con Forerunner 2009 số tự động. Con này thì cắt giảm lên đến 20 triệu đồng cho mẫu xe Forerunner này. Giá là 289 triệu và bây giờ giảm xuống còn 269 triệu đồng cho mẫu xe Forerunner bán tải. Con này thì thùng kín mọi người nhé. Thùng kín. Đấy, một cái dòng xe thương hiệu Nhật. Con này nhập khẩu của Thái nhé. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Thái luôn. Số tự động, máy của nó là 2.5. Con này là mấy chục triệu đồng đấy ạ. Đấy, bác nào mà muốn mua về chúng ta chở hàng hóa này, công trình công trường cho thợ đi, thợ thuyền đi thì rất là ok luôn. 50. Innova. Con này là Toyota Innova đời 2009 nhé. Vâng ạ, đời 2009 số sàn bản G, tư nhân biển Thái Bình này. Giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 245 triệu đồng và bây giờ cũng giảm xuống còn là 235. Mitsubishi Jolly 2003, động cơ của nó là 2.0. Đấy. Dòng xe thương hiệu của Nhật Bản 2003 số sàn. Giá chào bán cho mẫu xe này là 98 triệu, bây giờ giảm còn 79 triệu nhé. Đấy, cũng cắt xuống 20 triệu đồng cho mẫu xe này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Mazda Bramosi 2003 phiên bản tự động nhé. Giá là 168 triệu, bây giờ giảm xuống còn 145 triệu thôi. Đấy, số tự động, Mazda Bramosi. Con này con Hyundai Santa Fe Gold 2003 phiên bản số tự động, máy 2.5. Bản đủ mọi người nhé. Giá là 225 triệu đồng và bây giờ giảm còn 198 triệu nhé. Đấy, 198 triệu đồng. Và bên cạnh đây cũng là một chiếc xe Toyota Innova bản G đời 2010. Đấy, với động cơ máy của nó là 2.0 số sàn, bản đủ, bản G xịn. Giá chào bán là 275 triệu, bây giờ giảm còn 255 triệu thôi. Vâng, tiến đến một chiếc xe Innova đời 2010 bản G tên tư nhân, biển của Hải Phòng, màu xám nhé mọi người nhé. Giá chào bán là 265 triệu và bây giờ giảm còn 245 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Innova bản G đời 2010. Tiếp tục là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao. Con này là con Chevrolet Captiva. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, Chevrolet Captiva 2009 số tự động, máy 2.4. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 248 triệu và giờ giảm 10 triệu nhé. Con này giảm xuống 10 triệu còn 238 mọi người nhé. Vâng, tiếp tục đây thì xin mời toàn thể mọi người cùng em đi vào chúng ta xem những cái dòng xe 5 chỗ nhé. Đây, 5 chỗ thì cửa hàng em rất là nhiều luôn. Đây, em sẽ giới thiệu từ bên ngoài này ra cho mọi người xem luôn, cho nó cụ thể. Đây ạ. Con biển kiểm soát 60A82590, con này là con xe Toyota Vios 2015. Giá là 275 triệu, bây giờ giảm còn 265 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ mọi người nhé. Vios là một trong những cái dòng xe lành và bền. Đấy. Cực kỳ rẻ luôn, 265 triệu Vios 2015, con này bản G. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Getz mới về. Con này 2009 nhé. Đấy, 146 triệu ạ, nhập khẩu của Hàn. Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2009, 145 triệu đồng. Đây. Tiếp tục đây giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Buick XLR 2009 số tự động. Giá chào bán cho mẫu xe này là 129 triệu. Và bây giờ giảm còn 115 triệu đồng cho mẫu xe Buick XLR 2009 số tự động. Xe 5 chỗ, phiên bản tự động cho mọi người tập lái che nắng che mưa. Con này là con Toyota Vios. Sản xuất 2018 bản E số tự động. Đấy. Phiên bản số tự động bản E, giá chào bán cho mẫu xe này là 415 triệu đồng. Đấy. Và em giảm còn 399 triệu. Một chiếc xe Forerunner 2002, số sàn máy 1.8. Xe bao đẹp luôn, máy gầm đại chất mọi người nhé. Máy bốc luôn. Con này thì giá chào bán cho mẫu xe này là 145 triệu, em giảm 20 triệu. Đấy, còn 125 triệu thôi. Xe bao đẹp. Một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc, Daewoo Lacetti. Con này sản xuất 2004, 88 triệu, bây giờ em giảm còn 80 triệu nhé. Hyundai Avante đời 2014 số sàn với động cơ máy của nó là 1.6 này. Đấy.
đời 2011, em số đó đời 2011 nhé. AT đời 2011 và giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu đồng. Đấy, giảm xuống 10 triệu còn 235. Hyundai Accent. Vâng, một mẫu xe Hyundai Accent đời 2014 nhé. 285 triệu đồng. Đấy, cực kỳ rẻ luôn ạ, 2014. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning được sản xuất 2010. Con này là 2011. Đấy. À, giá chỉ có 118 triệu đồng. Các bác chị bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là máy gầm chất nhé. Vâng, và đây là một chiếc xe Honda Civic 2008, số sàn máy 1.8. Giá rẻ. Đấy, hơn 218 triệu. Con này là con Daewoo Gentra đời 2009 nhé. Với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, giá chào bán cho mẫu xe này là 136 triệu, bây giờ giảm còn 125. Toyota Vios bản E 2010, sản xuất 2018, tư nhân một chủ, biển Quảng Ninh. Đấy, Vios, một mẫu xe rất là lành và bền, cam kết là không lỗi. Đấy, máy móc của kèo keo chỉ zin. Giá chào bán cho mẫu xe này là 379 triệu, và bây giờ giảm còn 358 triệu đồng thôi. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Rio 2011, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số sàn với động cơ máy 1.4. Giá là 178 triệu, bây giờ giảm còn 168 triệu nhé. Đấy, Kia Rio ạ. Tiếp đến một cái mẫu xe Daewoo Lacetti. Một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, trang bị động cơ máy của nó là 1.6, số sàn. Một chiếc xe gia đình đi mọi người nhé, hoàn toàn không có dịch vụ taxi. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 199 triệu đồng thôi. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios được sản xuất 2010. Con này là em xin lỗi, con này nhận cọc rồi nhé. Con này 2014 nhận cọc rồi. Con này là con Kia, một chiếc xe Kia K3 sản xuất 2014 nhé. Với động cơ máy của nó là 2.0. Con này bản đủ máy 2.0. Và giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 425 triệu đồng. Và bây giờ em giảm giá xuống còn 405 triệu đồng, giảm xuống 20 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Lacetti mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số con này là số sàn tự động nhỉ. Con này mới về ạ. Con này số sàn, Lacetti số sàn. Con này là 2010. Đấy, 199 triệu đồng. Cái mẫu xe Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Đấy, xe thì gia đình đi. Vâng, tiếp tục đây em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2017. Với động cơ máy 1.5, tư nhân một chủ, biển Hải Phòng. Xe này giá chào bán là 369 triệu, bây giờ giảm còn 348 triệu đồng thôi. Vios G 2019 ạ. Đấy, Toyota Vios bản G 2019 mọi người nhé. Với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, phiên bản số tự động, xe tư nhân một chủ. Bao zin bao lỗi cho mọi người. Giá chào bán cho mẫu xe này là 509 triệu, bây giờ giảm còn 495 triệu đồng thôi. Hyundai Accent đời 2018, tư nhân một chủ từ đầu. Màu vàng cát, xe bao đẹp luôn. Giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 419 triệu. Và bây giờ giảm giá xuống còn 389 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2018 ạ. Bạn đủ mọi người nhé. Bạn đủ. Đấy. Một chiếc xe Kia Cerato. Con này thì được sản xuất năm 2000, Kia Forte 2013. Kia Forte 2013 máy 1.6, 345 triệu đồng. Đó. Dòng xe thương hiệu của Hàn Quốc, Kia Forte. Đấy. Đây là một chiếc xe Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.6 đời 2008 này. Giá chào bán cho mẫu xe này là 205 triệu, bây giờ giảm còn 189 triệu đồng. Đấy, 189 triệu cho mẫu xe Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số tự động mọi người nhé, máy 1.6. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Kia, con này là con
Con này là con Cerato, không biết là 20 mấy nhỉ? Con này không biết đời bao nhiêu đây anh biết mà. Con này bỏ qua nhé mọi người nhé. Toyota Vios, con này Vios E 2011. Vios bản E 2011 số sàn máy 1.5. Đấy, biển Ninh Bình. À, giá là 218 triệu đồng thôi. 212 triệu chứ 212 triệu thôi. Rất là đẹp luôn. Toyota Vios bản E 2011. Trang bị động cơ máy 1.5 số sàn bản E xịn. Và giá chào bán là 258 triệu. Bây giờ giảm giá còn 245 triệu đồng nhé. Màu bạc nguyên bản. Hyundai Avante đời 2011 số tự động máy 1.6 này. Biển Hải Phòng này. Giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 309 triệu, bây giờ giảm còn 299 triệu đồng nhé. Avante 2011. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011 nhé. Đấy. Giá chào bán là 258 triệu, bây giờ giảm còn 245. Đấy, 245 triệu đồng, Chevrolet Cruze đời 2011 số tự động. Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc số sàn động cơ máy 1.6 này. Đấy, giá chào bán cái mẫu xe này là 218 triệu, bây giờ giảm còn 199 triệu. Hyundai Venue 2010 với động cơ máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc form mới. Giá là 182 triệu, bây giờ em giảm còn 172 triệu thôi. Vâng, tiếp theo đây cũng là một chiếc xe Lacetti. Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động mọi người nhé. Máy 1.6 đời 2010. Giá chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 229 triệu đồng thôi. Đấy, Lacetti CDX 2009. Đây ạ. Đó. 229 triệu. Đây, xe còn rất nhiều ạ. Con này là con xe Gentra, Daewoo Gentra nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số tự động, số sàn, máy 1.2. Giá là 165 triệu đồng mọi người nhé. Con này là con Hyundai i10. Hai mẫu xe i10, một con màu bạc, con màu trắng này. Đời 2015, bản sedan 2 đầu, máy 1.2. Xe có qua dịch vụ rồi, 245 triệu, bây giờ em giảm xuống hai cái mẫu xe này còn 228 triệu. Toyota Vios, con này là Vios 2007. Đấy. Con này là 159 triệu. Còn 149 triệu mọi người nhé. Ford Fiesta 2011 số tự động, động cơ của nó là 1.6 này. Đấy, dòng xe thương hiệu Mỹ nhé, sedan 2 đầu. Giá chào bán cho mẫu xe này là 258 triệu, bây giờ em giảm còn 245 nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2011 phiên bản số tự động. Với động cơ máy của nó là 1.6 nhé. Đấy, đời 2011 309 triệu, bây giờ em giảm còn 289 triệu thôi ạ. Toyota Vios bản E đời 2014 ạ. Vâng ạ, đời 2014 với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, xe tư nhân gia đình sử dụng mọi người nhé, hoàn toàn không có dịch vụ taxi. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 338 triệu đồng, và bây giờ em giảm xuống còn 318 triệu. Honda Civic 2008 số sàn bản thiếu máy 1.8 nhé, 198 triệu đồng. Đấy, Honda Civic. Toyota Vios E 2014 trang bị động cơ máy 1.5 số sàn biển của Bắc Giang tên tư nhân. Và giảm giá, bây giờ giá chào bán là 325 triệu, bây giờ giảm còn 195 triệu nhé. Nissan Sunny 2013. 2013 với động cơ máy 1.5 số sàn. Đấy. Giá chào bán cho mẫu xe này là 215 triệu đồng, bây giờ giảm còn 195 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2011 với động cơ máy 1.6 số tự động biển Quảng Ninh tên tư nhân. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 312 triệu đồng, bây giờ giảm xuống còn 299 triệu đồng. Vâng, xin mời mọi người giữ máy nhé. Để em tiến sâu vào bên trong này là những cái mẫu xe một đầu. Đây, con này con Vios, Vios 2010, giá là 189 triệu, bây giờ em giảm còn 175 thôi. Hyundai Venue, con này là Venue 2008 số sàn, máy 1.4. Giá chào bán cái mẫu xe này là 158 và bây giờ em giảm còn 145.
Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2010. Giá chào bán là 218 triệu, bây giờ em giảm còn 199 triệu này. Avante đời 2014 số sàn máy 1.6 nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 285 triệu, bây giờ em giảm còn 265 triệu này. Đây, xin mời quý bà con, các bác, các bạn cùng em đi ra bên ngoài này là những cái mẫu xe một đầu nhé. Đây, bên ngoài này dòng xe một đầu rất là nhiều đấy ạ. Đây mọi người ạ. Đó, dòng xe một đầu này. Hyundai i10, con này mới nhận cọc xong, 2014, bản đủ mới nhận cọc ạ. Đây, con này là con i10 2014 nha mọi người nhé. Máy 1 chấm, động cơ của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn bản đủ nhé. Giá là 235 triệu đồng, bây giờ em giảm còn 220 triệu đồng. Đấy, Kia Morning đời 2010 bản SLX số tự động máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé. Số tích tắc máy Eco, giá chào bán cho mẫu xe này là 218 triệu nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning, con này đời 2011. Đấy, 110 triệu đồng thu hồi vốn này. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2010 mấy nhỉ? Con này thì sản xuất 2018 á, 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng cho mẫu xe Morning 2018. Tuy nhiên một chủ. Hyundai i10 đời 2014, động cơ máy 1.0 nhập của Ấn. Đấy, tên công ty biển vàng. Xe thì giá chào bán là 199 triệu đồng. Giảm 10 triệu mọi người nhé. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning. Con này đời 2010, 115 triệu. Đấy, Morning thì những cái dòng xe đời thấp thì em đang có mấy con đấy ạ. Con này là con Kia Morning đời 2015, 205 triệu, bây giờ em giảm còn 195 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2016 bản SI mọi người nhé, bản đủ máy 1.25. Giá chào bán cho mẫu xe này là 262 triệu, bây giờ em giảm xuống 20 triệu còn 242. Hyundai Getz, Hyundai i10 đời 2011 nhé. i10 2011, động cơ máy 1.1 số sàn 152 triệu đồng, em giảm xuống 10 triệu còn 142 triệu. Hyundai i10 đời 2011, trang bị động cơ máy của nó là 1.0. Đấy, giá là 238 triệu, bây giờ em giảm còn 215 triệu thôi. Hyundai i10 đời 2015, động cơ máy 1.0 số sàn, bản thiếu, xe có qua dịch vụ, tên tư nhân. Giá chào bán cho mẫu xe này là 199 triệu đồng. Hyundai i10 sản xuất 2014 ạ. Vâng ạ, giá là 186 triệu, bây giờ em giảm còn 175 triệu thôi. Đấy, i10 2004 có qua dịch vụ taxi. Hyundai Getz đời 2010, xe gia đình, không dịch vụ taxi mọi người nhé. Giá là 172, bây giờ em giảm 10 triệu còn 162. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai i10 đời 2000, Kia Morning. Nhà bạn Kia Morning đời 2016 nhé. Đấy, giá chào bán là 223 triệu đồng. Đấy, 2016 và giảm 10 triệu còn 213, biển Nam Định. Kia Morning đời 2016 bản SI, động cơ máy 1.25 phiên bản đủ, xe tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. 262 triệu, bây giờ em giảm xuống còn 245 triệu thôi. Xe này gia đình đi không khoan đục, màu con này màu camber ạ. Hyundai i10 đời 2017, động cơ máy 1.0. Đấy, giá là 248 triệu, bây giờ em giảm còn 235 nhé. Kia Morning đời 2016, số sàn, động cơ máy 1.25, đấy, biển Hải Phòng. Đấy, giá là 199 triệu đồng thôi. Hyundai i10 đời 2019, động cơ máy 1.2, số sàn, tư nhân một chủ. Đấy, giá chào bán cho mẫu xe này là 292 triệu, bây giờ em giảm còn 289 triệu. À, sorry, 279 ạ. Kia Morning đời 2018 ạ. 2018, động cơ máy 1.25, số sàn. Đấy, 245 triệu, bây giờ em giảm còn 235 nhé. Con này là con xe Hyundai i10 đời 2014 với động cơ máy 1.0, 195 triệu đồng. Đó. Con này là con Hyundai i10 đời 2014 này. Giá chào bán cho mẫu xe này là 205 triệu, bây giờ em giảm 189 triệu nhé. Vâng ạ, vừa rồi thì em vừa gửi đến cho toàn thể quý vị anh chị bạn xem tất cả những cái mẫu xe hiện đang chào bán tại cửa hàng. 5 chỗ sedan một đầu, sedan hai đầu cũng như là một hatchback một đầu. Rồi là những dòng xe 7 chỗ, 8 chỗ nhé. Thì các bác anh chị bạn mình thiện chí quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng nhấc máy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0866 010 016 nhé.
hoặc 0394652688 để được ưu đãi nhất. Rất mong mọi người ủng hộ cho em bằng cách là like kênh, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin kính chào và xin hẹn lại quý vị quý anh chị bạn trong những cái mẫu video sau ạ.